Vâng, để tiếp nối chương trình văn nghệ, xin là Phó Chủ nhiệm Trần Đoan lên hát bài Đưa Em Về Hà Tĩnh. Xin kính mời ca sĩ lên hát. Vâng, thay mặt cho 3.868 thành viên của câu lạc bộ yêu cá Trần Đình Lý gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể khán trường. Xin chào. Vâng, xin chúc câu lạc bộ đam mê nghệ thuật Tuyên An ngày càng phát triển. Chúc sức khỏe toàn thể khán trường có một buổi chiều giữa sinh nhật hết sức đầm ấm. Và xin gửi tới nhạc phẩm Đưa Em Về Hà Tĩnh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
muốn một lần nghe tiếng hát